Ngày 15 tháng 5 tại trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị Bộ Xây dựng đã diễn ra lễ khai mạc hội thi tay nghề quốc gia lần thứ 10 hội đồng thi số 3 dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Ban tổ chức kỳ thi và Bộ Xây dựng. Hội thi nhằm tôn vinh lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao, tạo phong trào thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng tại các doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trẻ có tay nghề trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, góp phần tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững. Đồng thời, để tuyển chọn thí sinh tham gia hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 12 tại Thái Lan trong tháng 8 năm 2018 và hội thi tay nghề thế giới sẽ được tổ chức tại thành phố Kazan, Liên bang Nga vào năm 2019. Kỳ thi tay nghề quốc gia được tổ chức 2 năm một lần, năm nay được tổ chức tại Hà Nội. Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị được Ban tổ chức kỳ thi quốc gia lựa chọn là trường đăng cai tổ chức các nghề trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là 4 kỳ thi tay nghề quốc gia liên tiếp kể từ năm 2018. 12 đến nay.